Hiện nay, một số địa phương lân cận với tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Qua lấy hơn 600 mẫu xét nghiệm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 3 bệnh phẩm dương tính với virus cúm A. Cùng với thời tiết chuyển mùa và việc quản lý, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm còn lỏng lẻo, nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn luôn tiềm ẩn. Chi cục chăn nuôi và thú y khuyến cáo người chăn nuôi và các địa phương không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện các biện pháp khử trùng tiêu độc và tiêm phòng vaccine phòng dịch cho gia cầm. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, phải báo ngay với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.